Chào cả nhà nha. Hôm nay em tiếp tục lên đùi lập thể cho cả nhà nha. Trời sao hôm nay nó tối vậy ta? Đùi lập thể cả nhà ơi, tối không? Đùi lập thể cả nhà ơi, 35.000 một bộ đùi lập thể, quá rẻ luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp xuất sắc giùm em luôn nha. Tiền đấy ơi. Ai thích lên đơn cho em nè cả nhà ơi. Một bộ đồ quá đẹp luôn, 35.000 nha. Ai thích lên đơn cho em nha cả nhà ơi, chia sẻ like cái. Xem like mình chia sẻ lại giúp em nha. Ồ, bộ đồ thun quá đẹp luôn, 35.000, trời ơi nó rẻ kinh khủng luôn mà đẹp. Chào cả nhà nha, mọi người ơi, mọi người hãy xem like, chia sẻ like giùm em nha. Đồ siêu đẹp luôn, có 35.000 một bộ là cả nhà ơi. Chia sẻ bạc luôn cả nhà ơi, đẹp xuất sắc em luôn. 35.000 một bộ đồ thun em đang mặc nha cả nhà, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Ai thích lên đơn cho em nha, 40kg tới 70kg em có size cho mình luôn nha. Hàng đẹp xuất sắc giùm em luôn. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần shop cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha cả nhà. Khách nào gần shop lại shop lựa đồ nha. Cực kỳ đẹp giùm em luôn. Đùi đó, nhà ơi đẹp chưa. Đùi giùm em luôn. Đùi lập thể nha, 35.000 một bộ. Ai thích lên đơn cho em đùi lập thể 35.000 một bộ. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn.
quá trời đồ rồi. Không nha. Ai thích đùi inbox đùi cho em, đùi lập thể là cả nhà ơi. 35.000 một bộ đùi lập thể thôi nha. Siêu đẹp cho em luôn. 35.000 một bộ nha. Em có size cho mình từ 40kg tới 70kg nha. Ai thích lên đơn cho em 35.000 một bộ đồ như em đang mặc nè cả nhà ơi. À, hello chào Trần Trần nha. Đây 35.000 một bộ đồ nha. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha cả nhà. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đùi lập thể cho em cả nhà ơi. Có 35.000 một bộ thôi. Quá đẹp luôn nha. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Còn khách nào gần shop cứ việc là lại shop lựa đồ thoải mái nha cả nhà. Hàng đẹp xuất sắc giùm em luôn. 35.000 một bộ đồ lập thể. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. 35.000 thôi cả nhà ơi. Ai thích thì mình lên đơn cho em nha. Vải mặt bao đẹp bao sang cho chị em mình luôn nè. Đó, cực kỳ đẹp giùm em luôn. Có 35.000 một bộ thôi. Đó, mặc đồ đùi ở nhà cực kỳ luôn. Đi ra đường là bao em luôn. Đi ra đường mà buồn buồn mình cởi cái quần ra một khoác cái quần dài là bao sang bao chặn luôn nè cả nhà ơi. Quá đẹp luôn nha. 35.000 một bộ đồ đùi lập thể giùm em. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng. Siêu đẹp giùm em luôn. Có 35.000 một bộ thôi. Ai thích lên đơn cho em đùi lập thể 35.000 nha. Đây, cực kỳ đẹp cho em luôn. Chất vải lên bao giùm em mình ghiền luôn. Bao ghiền luôn nha. Cực kỳ đẹp giùm em 35.000 một bộ. Đẹp xuất sắc cho em luôn. Đó, đẹp xuất sắc con gà tây luôn nha. Có 35.000 một bộ thôi. Có 40kg tới 70kg em có size cho mình nha. Đó, 40kg tới 70kg em có size cho mình nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc chưa. À, 35.000 một bộ thôi nha. Chị em nào thích mình lên đơn em nha. 35.000 một bộ. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Hello chào Trần Nguyễn nha. Cực kỳ đẹp giùm em cả nhà ơi. Cả nhà ơi mình xem like mình cho em Tâm xin một nút chia sẻ like nha. Mình mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào ở gần mình cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng bên em là em bao chất tao chị ghiền cho mình luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó à. Ai gần nhà em cứ việc lại nhà lựa đồ thoải mái nha. Đùi lập thể cả nhà ơi 35.000 một bộ nha. Đùi lập thể giùm em có 35.000 một bộ thôi. Ai thích inbox em đùi lập thể 35k nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc cho em luôn. Đẹp xuất sắc cho em luôn nha cả nhà ơi. 35.000 một bộ. Ai thích lên đơn cho em đùi lập thể 35k nha. Cực kỳ đẹp luôn. Size từ 40kg tới 70kg có size cho mình nha. Mình chỉ bị inbox nha, mình bao nhiêu ký làm có size cho mình cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đùi lập thể 35.000 một bộ. À, siêu đẹp giùm em luôn. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng giùm em. Vải đẹp xuất sắc luôn. À, 35.000 nhưng mà rất là đẹp. Em bao chắc cho mình luôn. Em bán hàng tại shop, ai gần shop thì cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha. À, cực kỳ đẹp cho em luôn. Rồi BMA cả nhà ơi. BMA tiểu thư giùm em luôn nè. À, em sell băng cái xác cho mình luôn. BMA tiểu thư cho em luôn nha. Quần là quần dài nha cả nhà. Quần là quần dài giùm em. Chất là KT lụa cho em nha. KT lụa nha cả nhà ơi. Siêu đẹp cho em luôn. Có 50.000 một bộ thôi. Sell băng xác cho mình luôn nè. 50.000 một bộ nè cả nhà ơi. 47kg mình quay đầu giùm em Tâm nha. Đó à. Lập thể tiểu thư nè cả nhà ơi. BMA tiểu thư giùm em luôn. BMA tiểu thư cho em luôn cả nhà ơi. 50.000 một bộ. 47kg mình quay đầu giùm em nha. Quần là quần dài giùm em nha. Tất cả quần dài giùm em. Có nhiều màu cho mình. Em lấy sơ lên khoe màu cho mình coi. Cực kỳ đẹp cho em luôn. 50.000 một bộ nha. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Có 50.000 một bộ thôi. Đó. Tiểu thư là 47kg quay đầu. BMA là 60kg quay đầu giùm em cả nhà ơi. Đây. Đó, đẹp xuất sắc cho em luôn nè cả nhà. 60kg quay đầu giùm em luôn nè. BMA 60kg quay đầu giùm em luôn nè. Đây, siêu đẹp cho em chưa? Siêu đẹp cho em chưa? Có 50.000 một bộ thôi nha. Chất là em bao ghiền cho chị em mình luôn. Chất là em bao ghiền cho mình luôn. Quần là quần dài nha. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Cực kỳ đẹp giùm em luôn. Khách nào gần shop cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha. À, khách nào gần shop cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái giùm em luôn. 50.000 một bộ cho một cuộc tình luôn. Có rẻ nha.
hết inbox cho em cả nhà ơi. 50.000 một bộ. Quá rẻ luôn. À, quá rẻ luôn. Ai biết màu nào inbox em nha cả nhà ơi. 50.000 một bộ đồ Bima chất là KT lụa giùm em. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải em bao đẹp bao ghiền cho mình luôn. 50.000 một bộ đồ giùm em nha. KT lụa giùm em cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Đây, à, có in hình gấu luôn nè cả nhà ơi. Có 50.000 một bộ thôi. Chị em nào thích mình lên đơn cho em nha. 50.000 một bộ đồ KT lụa giùm em. Siêu đẹp. Form này là 60kg mình quay đầu giùm em nha. Cực kỳ đẹp giùm em luôn. Siêu siêu đẹp cho em luôn ha. Bao đẹp cho mình luôn á. 50.000 một bộ chất KT lụa R vô vải là khoái liền nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Có 50.000 một bộ thôi. Quần là quần dài giùm em nè cả nhà ơi. BMA nha. BMA KT lụa cho em. Em sale cho mình luôn có 50.000 một bộ thôi. Em bao giá thị trường cho mình luôn đó cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn nè. Đó, cực kỳ đẹp chưa. Logo gấu nè cả nhà ơi. Siêu đẹp cho em luôn. 50.000 một bộ nha. Chị em nào thích mình lên đơn giùm em. Khách nào gần nhà mình còn lăn tăn thì mình cứ việc ra shop mình xem chất vải rồi mình hẵng mua nha. Còn khách nào ở xa mình cũng khỏi phải lo một cái vấn đề đó luôn. Em giải quyết được hết nha. Khách nào ở xa em cứ cho mình kiểm tra hàng nha. Các anh giao hàng tới, các bạn giao hàng tới là mình cứ việc kiểm tra hàng thoải mái nha. Em shop em bán là em cho mình kiểm tra hàng nha. Đây, chất KT lụa giùm em cả nhà ơi. Vải đẹp xuất sắc giùm em luôn. Có 50.000 một bộ thôi. Logo gấu giùm em luôn nè cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn nha. Rồi không phải là em bao ghiền cho mình luôn. Hàng này là phi size giùm em nha. À, 60kg mình quay đầu giùm em. Đẹp xuất sắc luôn nha. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, BMA giùm em nè. Quá trời màu cho mình chọn luôn cả nhà ơi. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng nè cả nhà. À, có 50.000 một bộ thôi. Lập thể em đang mặc chỉ có 35.000 một bộ thôi. Quá đẹp luôn. À, đồ rẻ mà lại quá đẹp, quá chất luôn nha cả nhà. Siêu đẹp, siêu chất giùm em luôn. Đây, BMA giùm em 50.000 một bộ, không nghe lầm nha. Chất là em bao ghiền cho mình luôn. À, chất là em bao ghiền cho mình luôn. Ai thích màu nào inbox cho em nha. 60kg mình quay đầu giùm em tâm nha cả nhà. 60kg mình quay đầu giùm em tâm luôn. Đây, màu vàng nè. Màu vàng cho mình luôn nè. Đó, siêu đẹp giùm em chưa. Đây, đó, có logo gấu cho mình luôn nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Quần là quần dài giùm em nha. Quần là quần dài giùm em luôn. Tất cả cho mình đều là quần dài hết luôn. Quá rẻ mà quá đẹp luôn nha. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đây, chạy viền luôn nè. Có chạy viền hẳn hoi cho mình luôn nha. Chất vải là bao mềm luôn á. Bao mềm cho mình luôn. KT lụa của em là bao mềm, bao đẹp cho mình luôn. 50.000 một bộ thôi. Chị em nào thích mình cứ việc lên đơn cho em nha. À, 60kg mình quay đầu cả nhà ơi. Ai cả nhà ơi, mình cho em xin một nút chia sẻ like với cả nhà. Mình xem like mình nhớ cho em Tâm xin một nút chia sẻ like với nha. Quá trời màu cho mình luôn. Rồi, 60kg quay đầu nha. Còn tiểu thư thì 47kg quay đầu nha. Em có đủ size cho mình luôn. Chị em nào thích mình inbox em nha cả nhà. Hàng đẹp xuất sắc giùm em luôn. Hàng đẹp xuất sắc em luôn. Rồi, thỏ nè cả nhà ơi, thỏ nè. BMA thỏ, ai thích trơn thì mình inbox trơn nha. À, ai thích trơn mình inbox trơn. Còn ai thích thỏ nè. BMA thỏ nè, thỏ vàng nè cả nhà. Thỏ vàng nè. Hàng này là 60kg quay đầu nha. Mẫu này có túi nè. Mẫu thỏ có túi nè, túi áo nè cả nhà. Túi áo cho em mình luôn nè. Cực kỳ đẹp cho em luôn. 60kg mình quay đầu nha. 60kg mình quay đầu giùm em Tâm luôn. Siêu siêu đẹp luôn. Lập thể em đang mặc là có 35.000 một bộ thôi nha. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đó, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Hàng bên em là em bao chất cho mình, bao kiểm tra hàng nha. Khách nào gần shop thì cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái nha cả nhà. Siêu siêu đẹp cho em luôn. Đó, KT lụa giùm em 60kg mình quay đầu có 50.000 một bộ thôi. Hàng bao chất, bao xịn sò, bao kiểm tra hàng luôn. Còn gì để mà nói nữa phải không cả nhà. Có 50.000 mà em bao chất cho mình luôn rồi. Đó, quá đẹp luôn. Ai thích BMA thỏ inbox cho em nha cả nhà ơi. Thỏ vàng nè. Thỏ vàng là áo có túi nè. Quần là quần dài giùm em. Quần là quần dài giùm em mà có 50.000 một bộ thôi. Quá rẻ luôn đúng không cả nhà. Quá rẻ mà quá đẹp giùm em luôn. Chị em nào thích mình lên đơn cho em nha. Thỏ vàng nè. Thỏ trắng nè cả nhà. Thỏ vàng, thỏ trắng nè. Thỏ xanh đen luôn nè cả nhà ơi. Xanh đen giùm em luôn. Rồi. À, cực kỳ đẹp cho em luôn. Xanh đen nè cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn.
lên đơn cho em. Thỏ xanh, thỏ xanh đen, thỏ vàng, thỏ trắng, thỏ hồng và thỏ tím ha. Thỏ trắng, thỏ hồng và thỏ tím cả nhà ơi. 50.000 một bộ đồ, 60 kg mình quay đầu giùm em. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, đẹp xuất sắc giùm em luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Bây giờ ma có túi giùm em luôn nha cả nhà. Đẹp xuất sắc cho em luôn. Ai thích màu nào inbox cho em. Thích màu tím inbox tím cho em luôn nào. Quá đẹp luôn cả nhà. Đó, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đó, 60 kg mình quay đầu giùm em nha. Hàng này là phi size 60 kg mình quay đầu cho em. Từ 40 kg tới 60 kg mình mặc vừa nha cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn. Áo này là có túi luôn. Mẫu thọ là có túi cho mình nha. Còn mấy mẫu kia là không có túi nha. 50.000 một bộ, quá rẻ luôn. Hàng là em bao chất cho mình luôn. Mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Mua hàng bên em là được kiểm tra hàng nha. Bên em có họ sĩ nữa. Chị em nào thích sĩ mình inbox riêng cho em nha. Cực kỳ đẹp giùm em là cả nhà ơi. Siêu siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp giùm em luôn nha. Đó. Ai thích thỏ tím inbox thỏ tím cho em. Một bộ 50.000 luôn. Đó. Rồi. Bò xanh. Nó có bò xanh cho mình nữa nè cả nhà ơi. Bò xanh luôn. Quá trời luôn. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Hàng đẹp xuất sắc giùm em luôn. 50.000 một bộ thôi. Đó. Rồi. Bò vàng luôn cả nhà. Bò vàng luôn. Quá trời màu luôn. Đó. Về bao la màu giùm em nha. Ai thích inbox cho em nha cả nhà ơi. 50.000 một bộ. 50.000 một bộ đồ thôi. Siêu đẹp giùm em luôn. 60 kg quay đầu nha. Chắc là KT lụa em bao đẹp cho mình luôn. Đồ em đang mặc là lập thể nha. Đùi lập thể giùm em 35.000 một bộ. Đó, cả nhà mình không nghe lầm nha. Đùi lập thể 35.000 một bộ. BMA là 50.000 một bộ nha. Chắc là KT lụa giùm em. Mình mua hàng bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Em bao chất cho mình luôn. Còn khách nào gần nhà cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái giùm em nha. Khách nào gần nhà mình lại shop mình lựa đồ giùm em nha. Siêu siêu đẹp cho em luôn nè cả nhà ơi. BMA giùm em 50.000 một bộ. Chị em nào thích mình lên đơn giùm em nha. Rồi, em lên đồ bộ cho mình xem nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Cực kỳ đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng bên em là em bao chất bao đẹp cho mình luôn nha. Đây. Bao chất bao đẹp cho mình luôn. Quá trời bông cho mình luôn. Tay ren thiết kế cho cả nhà mình luôn nha. Thun AT nha cả nhà. Chất là thun AT giùm em nha. Đó, quá trời bông hoa luôn nào cả nhà ơi. Tay là tay ren nè, có chạy viền cho mình nè, rồi, kiểu nè. Tay là tay ren giùm em nha, tay là tay ren giùm em nha. Một bộ thun AT em bán cho cả nhà mình với cái giá là có 70.000 một bộ thôi nha. 70.000 một bộ đồ thun AT siêu đẹp giùm em. Quần là quần dài nha. Hàng này em có 4 size, size 2, size 3, size 4 và size 5 nha. Chị em nào bao nhiêu ký mình inbox cho em nha. Em có size 2, size 3, size 4 và size 5 nha. Size 2 là từ 40 kg tới 50 kg mình mặc vừa. Size 3 là từ 50 kg tới 60 kg mình mặc vừa nha cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Thun AT giùm em. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng AT bên nhà em là bao chất cho mình luôn. Quần là quần dài nha. Tất cả hàng bên em đều là quần dài luôn. Thiết kế nè cả nhà ơi nè. Có kiểu cho mình luôn nè. Đó, thấy không? Tay là tay ren nha, tay là tay ren luôn. Quần dài form bao đẹp, đúng không cả nhà mình xem luôn nè. Form của nhà em là bao đẹp, y chang là đồ cắt luôn nha cả nhà. Đó, cực kỳ ok luôn. Thấy không? Cực kỳ ok luôn. Bao ôm, bao đẹp, bao sang, bao chất cho mình luôn. Một bộ là 70.000 nha. Ai thích lên đơn nha cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Form là em bao ghiền cho mình luôn. Có 70.000 một bộ đồ thôi như em đang mặc thôi cả nhà. Tay là tay ren đẹp xuất sắc luôn. Quần là quần dài giùm em. Quần là quần dài giùm em ôm nè cả nhà. Form còn hơn là mình đi cắt nữa nè nhà. Bao em bao đẹp luôn. Quần có túi hai bên cho mình luôn nha. Quần là có túi hai bên cho mình luôn. Có 70.000 một bộ thôi. Rất là nhiều bông cho mình luôn. Hàng bên nhà em là bao la bông, bao la màu cho mình luôn nha. Cực kỳ đẹp giùm em. Em cho mình xem màu nha. Em cho mình xem màu.
siêu siêu đẹp giùm em luôn. Đó, 70 ngàn một bộ, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Chị em nào thích thì mình inbox em nha. Đủ size cho mình luôn, size 2, size 3, size 4 và size 5 nha. Ai bao nhiêu ký mình cứ việc inbox em, hàng đẹp xuất sắc cho em luôn. Đó, đẹp xuất sắc giùm em luôn cả nhà ơi. Đây, tay ren giùm em luôn nè, siêu đẹp giùm em luôn. Thiết kế có nút nè, đó, có nút có viền nè. Chị Trang đang mặc nè cả nhà ơi, quá trời bông, quá trời đẹp cho mình luôn. Đây, bao la màu luôn, bảng màu nhà em là bao la luôn nha. Bảng màu nhà em là bao la luôn. Tay ren thiết kế giùm mình luôn mà có 70 ngàn một bộ thôi. Form đồ là em bao ghiền cho mình luôn nè, em đứng cho cả nhà mình xem. Đó, cực kỳ đẹp giùm em luôn. Form đồ bên nhà em là em bao chắc, bao chuẩn cho mình luôn. Quần dài có túi bao êm luôn nha. Đây, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc, bao chất cho mình luôn. Một bộ là 70 ngàn nha. Em bao giá thị trường cho chị em mình luôn. Đây, tay là tay ren giùm em luôn nè cả nhà, tay ren giùm em luôn. Tay ren thiết kế giùm mình luôn nè cả nhà ơi, mà có 70 ngàn một bộ thôi. Băn khoăn gì nữa, chắc phải là em bao ghiền bao mát luôn nha. Có size cho mình là từ size 2, size 3, size 4 và size 5 nha. Từ 40 kg tới 70 kg có size cho mình luôn. Chị mình em mình bao nhiêu ký mình inbox em. Ai ở xa mua đồ bên em là mình được kiểm tra hàng nha. Còn ai ở gần mình cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái giùm em ha. Lại shop thì từ 11 giờ trưa hẳn lại nha cả nhà, tại buổi sáng em bận nha. Đây, cực kỳ đẹp giùm em luôn. Bảng màu bên nhà em quá là đa dạng cho mình luôn. Chị em nào thích mình cứ việc inbox em nha. Mình bao nhiêu ký mình inbox thì nó cho mình chọn màu nha. Còn cái này làm đưa màu tự do nha. Đó, cực kỳ đẹp giùm em luôn cả nhà ơi. Siêu siêu đẹp giùm em luôn. Một bộ có 70 ngàn thôi. Hàng đẹp xuất sắc cho em luôn. Hàng đẹp xuất sắc cho em luôn. Chất lên bao ghiền luôn. 70 ngàn một bộ đồ có tay ren thiết kế cho em luôn nha cả nhà ơi. Vải siêu đẹp cho em luôn. Một bộ 70 ngàn, ai thích lên đơn cho em nha. À, có số điện thoại em mới lên đơn thành công cho mình được nha. À, coi cỡ em đi. Ok em nha. Siêu đẹp giùm em luôn. 70 ngàn một bộ đồ tay ren. Trời ơi, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Quá rẻ luôn chứ đừng nói tới rẻ nữa nha cả nhà ơi. Xuất sắc giùm em luôn. Xuất sắc giùm em luôn nha. Rồi số 4, mình sẽ lấy số 4 cho bạn coi nha. Bao la màu luôn cho mình cả nhà ơi. Sao bạn màu bên nhà em đa dạng quá vậy ta. À, em được cái gì chứ, cái dầu màu lắm. Màu bên nhà em là bao la màu luôn. Siêu siêu đẹp luôn. Rồi lấy cái bốn cho các bạn coi coi. Chả bé đâu đúng không? Mình gọn người là được rồi.
đẹp xuất sắc luôn. Vải này là bao viền luôn nhá. Vải nhà em là bao viền nha cả nhà, em bao viền cho bao chất cho mình luôn á cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Tay ren là 60.000 một bộ, 70.000 một bộ nha. Còn đồ trơn là chỉ có 60.000 một bộ thôi nha cả nhà ơi. Đồ thiết kế nhà em nha. Đây siêu đẹp giùm em luôn. Hoa xanh là trời ơi đẹp chưa. Sọc được nha. Nó hơi rộng thôi chứ sọc vô là bình thường. À, sọc vô là ok luôn. Siêu đẹp luôn. 70.000 một bộ đồ quá rẻ luôn. Trời ơi trời. Đẹp xuất sắc giùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi lên bao sen chưa. Đó. Không, bao sen giùm em luôn. Rồi thích màu xanh rêu inbox xanh rêu nha. Thôi số 1 đi. Giờ não ngu lắm. Màu này màu số 1 đi. Siêu đẹp giùm em luôn. Siêu đẹp giùm em luôn nha. Đó, siêu đẹp giùm em luôn. Màu này là số 1 nha. Thích số 1 inbox số 1 giùm chị luôn. Màu hồng. Màu hồng luôn. Đẹp quá. Có tay không ren không? Có nha. Có tay không ren. Vậy để chị lấy hàng không ren cho em xem. Hàng không ren chỉ có 60.000 một bộ thôi. Hàng không ren là chỉ có 60.000 một bộ thôi nha cả nhà. Hàng bên em là em bao đẹp bao chất cho mình luôn. Ren là có 70.000 thôi cả nhà ơi. Ren thiết kế bên nhà là chỉ có 70.000 một bộ thôi. Quá sang như một cuộc tình luôn. Mà có 70.000 thôi nha. Còn ai thích không ren inbox cho em không ren sẽ cho mình coi không ren nha. Siêu đẹp giùm em luôn. Một bộ đồ AT mà có 60.000, 70.000. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn nha. Siêu đẹp giùm em luôn. Mặc bao êm luôn cả nhà ơi. Hàng bên nhà em là em bao chất cho mình luôn. Đây không đen cho mình luôn nè cả nhà. Được chưa? 60.000 một bộ nha. Không ren nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. Đây. Lấy thứ đồ màu xanh đi chị. Lấy thứ đồ màu xanh đi chị. Có liền đang dục xuống chị chưa biết màu xanh nào. Thích màu xanh nào nữa. Chị còn chưa định hình được nè.
phải không? Lấy thử đồ màu xanh đi chị. Đây nè, màu xanh nè. 60 ngàn một bộ đồ thun Ati nha cả nhà ơi. 60 ngàn một đồ thun Ati giùm em, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Form đồ bên nhà em là bao chất bao ghiền cho mình nha. Ai bao nhiêu ký mình inbox cho em cho mình chọn màu nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Thứ đang mặc màu xanh riêu á chị không có nha. À, ổn nhận ba bộ đồ cho con gái vải đẹp quá. Cảm ơn Hoa Trần nha, trời ơi. Nghe chị khen đồ bên em hạnh phúc gì đâu luôn á. Hàng bên em là em bao chất cho mình luôn nha. Hàng bên nhà em là em bao chất cho chị em mình luôn. Hàng bao ghiền bao đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, trời ơi trời, nghe khách hàng mua rồi mà quay lại khen một cái, ta nói nó hạnh phúc gì đâu luôn đó nha. Đó, cực kỳ đẹp cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình có xem like á, mình nhớ cho em xin một nút chia sẻ like nha. Màu như chị mà có màu xanh riêu nhưng mà nó là quần lửng nha em, nó không chứ không có quần dài. Nè, hết quần dài rồi. Để chị kiếm con màu đó, con có còn quần dài không ta? Hết rồi. Nó không còn quần dài thì bây giờ chỉ còn màu đỏ với màu tím thôi được không em? Màu dài với màu tím thôi. Còn màu xanh rêu thì nó là quần lỏ. Màu xanh rêu thì là quần lỏ nha em. Đó. Vậy còn màu gì? Đây, quần dài nè. Quần dài thì còn màu này nè. Đây, màu tím nè. Y chang cái mẫu em đang chờ đợi luôn đó nha. Màu tím. Màu tím với màu màu đó thôi là còn hai màu à. Còn những cái màu khác, kiểu khác đúng không? Kiểu này là chỉ còn hai màu thôi. Là đồ dài. Đồ lửng thì bao la màu luôn. Đồ lỡ thì bao màu la màu luôn nha. 60 ngàn một bộ cả nhà ơi, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Vải bên nhà em là bao ghiền. Lỡ là bao la màu luôn. Không? Lỡ là bao la màu luôn. Nó chỉ khác nhau về ấy thôi. Siêu đẹp giùm em luôn cả nhà ơi, 60 ngàn một bộ đồ. Đồ bộ đó có kiểu khác không chị? Đồ bộ đó có kiểu khác nhiều kiểu lắm chị ơi, quá trời kiểu luôn á. Nó sẽ không bị trùng kiểu đâu, bao la kiểu luôn. Mình bao nhiêu ký mình inbox em làm sao cho mình chọn màu nè. Ví dụ như cái kiểu này là cổ có nút đúng không? Đó, cực kỳ đẹp giùm em luôn. Rồi, mẫu xanh này á, thì cái tay nó lại có con nè. Mẫu tay nó tay của nó nè, thiết kế nè. Đồ bộ đỏ kiểu khác nè. Nè, khác nè. Siêu đẹp lắm, nhiều kiểu cho mình chọn lắm nè. Kiểu này là cổ trơn, tay có ren nè. Tay có ren nè cả nhà, đó, đẹp chưa? Xuất sắc giùm em luôn. Đó, hàng trơn không thiết kế là chỉ có 60 ngàn một bộ thôi nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. Siêu đẹp giùm em luôn. Ai thích thun Ati mình inbox cho em quần dài form đồ nhà em là siêu đẹp luôn á. Form đồ của nhà em Tâm là siêu đẹp luôn. Đây. Rồi. Kiểu nữa nè cả nhà ơi. Nhiều kiểu cho mình luôn á. Nè. Đó, đẹp chưa? Đó, có 60 ngàn một bộ thôi. Trời ơi, mà em bao chất cho mình luôn nha. Quần là quần dài giùm em luôn nha cả nhà. Quần là quần dài giùm em luôn. Có túi hai bên cho mình luôn. Hàng bên nhà em là em bao ghiền bao chất cho mình luôn nha. Một bộ chỉ có 60 ngàn thôi. Em đứng cho mình xem nè. Cái form đồ bên nhà em là bao đẹp luôn. Cái này là em mặc số 4 nè. Không có vừa với cái số của em đó. Mặc hơi rộng mà nó còn đẹp như vậy đó cả nhà. Đó, mặc hơi rộng mà nó còn đẹp như vậy. Đừng nói mà mặc ôm nha. Mình mặc vừa cái size của mình là nó ôm vô là bao đẹp luôn á. Cái này là em đang sang mặc số 4 cho cả nhà mình xem nha. Đây, đó, siêu đẹp giùm em luôn cả nhà ơi. Em 58kg là em chỉ mặc số 3 thôi. Đó, siêu đẹp giùm em luôn nè. Đó, ai thích inbox em 60 ngàn một bộ đồ nè. Tay đơn giản nha, kiểu đơn giản nha. Còn tay ren thì là 70 ngàn một bộ nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. Đó, ai thích mẫu nào thì inbox em. Rồi, beo, beo thì rút nơ nha. Beo thì rút nơ giùm em luôn. Đây, mẫu beo. Đó, mẫu beo luôn nè. Đó, ai thích mẫu này inbox em. Cực kỳ đẹp giùm em luôn. Quá trời mẫu luôn cả nhà ơi. 60 ngàn một bộ đồ. Quá xuất sắc giùm em luôn. 60 ngàn một bộ nha. Rồi, ai thích beo mình inbox beo cho em nè. Beo nè. Đó, bao sang bao chảnh luôn. Beo nè cả nhà ơi. Đây đó, 60 ngàn một bộ giùm em. Trời ơi, mặc bao đẹp chưa. Rút nơ nè.
ai thích xếp là mình xếp vô nè cả nhà. Nó đẹp gì đó, có 60.000 một bộ đồ thôi nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ chỉnh giùm em luôn nè cả nhà ơi. Đó, ai thích mẫu beo inbox beo cho em nè, beo vàng nè. Mẫu này cũng còn mấy bộ à, beo beo này em còn hai màu, màu beo vàng với lại beo xanh riêu à. Đó, beo vàng với beo xanh riêu nè cả nhà, siêu đẹp giùm em chưa, 60.000 một bộ đồ, quá đẹp luôn, lúc ngơ giùm mình luôn nè cả nhà ơi, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đó, mẫu này là em còn hai màu nha, mẫu này là em còn hai màu, màu xanh riêu với lại màu vàng nha cả nhà, siêu đẹp giùm em luôn, một bộ là 60.000 nha. Chị em nào thích mình cứ việc lên đơn cho em cả nhà ơi, beo vàng và beo xanh một bộ là 60.000, siêu đẹp cho em luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, mình bao nhiêu ký mình inbox cho em, ai thích ren inbox ren cho em nha, ren nhà em là bao ghiền luôn á, một bộ ren có 70.000 mặc bao ghiền bao đẹp luôn, còn trơn là 60.000 nha, còn trơn là 60.000 giùm em đây, trơn là 60.000 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi kiểu đơn giản đó này, siêu đẹp của cả nhà ơi, bao la kiểu cho mình luôn, bao la kiểu cho mình luôn và quá trời hàng luôn. Bây giờ em còn mỗi mẫu bao nhiêu bộ gì đó em lên em like cho mình thôi đó nè, đẹp chưa, xuất sắc thì lên luôn, 60.000 một bộ đồ. À, cổ nè, tay nè cả nhà, siêu đẹp cho em luôn, 60.000 một bộ đồ, em bao ghiền bao chất cho mình luôn nha, có 60.000 thôi, quần dài giùm em, có túi luôn, có túi lên hai bên giùm em luôn nha. Hàng bên em có đủ size cho mình luôn, size 2, size 3 và size 4 và size 5 nha. Chị em nào thích mình inbox cho em. Form đồ bên nhà em là bao đẹp luôn á. Form đồ bên nhà em là bao đẹp, bao ghiền cho mình luôn. Đó. Lấy beo vàng cho em đi, ok em nha. Siêu đẹp luôn nè cả nhà ơi. Đó, quá trời đẹp luôn. Xuất sắc giùm em luôn nè cả nhà. Xuất sắc giùm em luôn chưa? Quần là quần dài giùm em nha. Quần là quần dài giùm em luôn, đẹp xuất sắc mà có 60.000 một bộ thôi, bao ok bao đẹp cho mình luôn. Hello chào Linh Quê nha. Đó, cả nhà ơi chia sẻ like giùm em, siêu đẹp luôn. Đó, đủ size mà đủ màu mà đủ kiểu cho mình luôn nha, rất là nhiều màu cho mình luôn. Beo em vừa hi. Ok beo em vừa, chị đang lấy cái size cho em nè, size này là size số 4 cho em nè. Đó, mình bao nhiêu ký mình cứ việc inbox cho em nha cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp giùm em luôn, một bộ có 60.000 thôi. Đó, sáng mai chị đi bán là chị giao cho em luôn. Khách nào gần nhà cứ việc lại nhà em lựa đồ thoải mái, hoặc là mình không có rảnh để mình lại nhà em lựa đồ được á, thì mình cứ việc chọn, em sẽ đi giao tiện thể, em đi bán sẽ giao miễn phí cho mình nha. Còn khách nào ở xa thì mình chịu khó mình chạy điện ship giùm em nha. Nhưng mà hàng bên nhà em làm cho mình được kiểm tra hàng, vải bên nhà em làm bao chất cho cả nhà mình luôn, không đẹp không chất em không lấy tiền. Trời ơi, bạn màu gì đó mà nó quá đa dạng luôn, quá trời màu luôn cả nhà ơi, bao la màu luôn nè cả nhà. Ai thích Loan inbox Loan cho em nè cả nhà ơi, Loan phối đẹp giả man luôn. Đó, cực kỳ đẹp cho mình chưa, cực kỳ đẹp cho mình luôn nha. Mai giao cho chị, mai giao cho chế bộ hồi tối đặt cho Thương nhé. Ok chị Kiều An nha, em chừa rồi mà em biết bữa nay nhà mình có đám á nên không có mang. Sáng mai em đi rồi em giao cho chị luôn cho, giao cho chế luôn cho. Đó, em có cách lên rồi nha. Đó, em có cách lên cho mình rồi. Trời ơi, đồ siêu đẹp giùm em luôn nha cả nhà ơi, thun AT đẹp xuất sắc giùm em luôn nè. Size 2, size 3, size 4 và size 5, một bộ chỉ có 60.000 thôi. Form đồ bên nhà em nó là nó đẹp xuất sắc luôn á. Form đồ bên nhà em nó sạch đẹp xuất sắc luôn nè. Cái may form đồ nè, quần thẳng đứng luôn, quần thẳng đứng luôn, có túi hai bên cực sâu luôn nha, để điện thoại là ok giùm em luôn, quần là quần dài giùm em nha, quần là quần dài giùm em, siêu đẹp luôn cả nhà ơi, siêu đẹp giùm em luôn. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Rồi beo vàng cho Nguyễn My nha, cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi, lên đồ là em bao ghiền luôn á, đồ nhà em là lên bao ghiền bao chất cho mình luôn nha, một bộ là 60.000. Đó, một bộ là 60.000, không có ren nha, có ren là 70.000 giùm em, ren thiết kế luôn á, ren là ren thiết kế luôn nha, chứ không phải ren đơn giản đâu nha cả nhà, ren là ren thiết kế luôn, mẫu ren thiết kế giùm em luôn mà có 70.000 một bộ thôi, đẹp xuất sắc giùm em luôn. Rồi
Ai thích màu tím inbox màu tím nha em là cả nhà ơi. Đó. Siêu đẹp giùm em luôn, màu tím. Ai thích tím inbox tím cho em cái áo rất tao rồi ta. Để một hồi lộn xộn hồi gấp cái khùng luôn. Rồi. Ai thích xanh nha. Ai thích xanh inbox xanh cho em. Một bộ 60 ngàn vải siêu đẹp cho em luôn. Xanh. Một bộ 60 ngàn thôi nha. Chắc bên nhà em là em bao ghiền luôn. Chắc bên nhà em là em bao ghiền cho mình luôn. Một bộ 60 ngàn vải siêu đẹp luôn. Y cho em đang mặc nha. Quần là quần dài có túi hai bên nha. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần shop mình cứ việc lại shop lựa đồ thoải mái giùm em. Một bộ là 60 ngàn. Cực kỳ đẹp cho em luôn. 60 ngàn một bộ nha. Rồi. Ai thích màu tím inbox tím cho em. À, ai thích màu tím mình inbox tím cho em nha. Tím quá ngọt luôn, màu tím này là quá ngọt luôn nha cả nhà ơi. Đây, màu tím này quá ngọt luôn, ai thích tím inbox tím cho em luôn nha. Tím. Một bộ 60 ngàn nha. Siêu đẹp cho em luôn, siêu đẹp cho em luôn cả nhà ơi. 60 ngàn một bộ đồ. Quá đẹp luôn. À, ai thích tím mình inbox tím cho em nha. Ai thích tím mình inbox tím cho em. 60 ngàn một bộ đồ. À, màu em đang mặc là loan nha, loan. Nhiều bộ nhiều kiểu giùm em cả nhà ơi. Rồi, ai thích vàng inbox vàng cho em. Coi lại màu gen, mẫu gen đi chị. Ok em nha. Ok em luôn, đợi chị chút, chị dập cái này cái. Chị muốn coi cái gì phải dập cái khóc này cái. Một hồi là chị bày ra nó như cái đống gác luôn là chết chị gì. À, có mình em nên em solo hơi chậm chút, cả nhà thông cảm nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. Siêu đẹp giùm em luôn cả nhà ơi. À, tắt bọc luôn. Em quậy một hơi là nó tắt bọc luôn. À, cực kỳ đẹp luôn nè. Màu hồng nè, ai thích hồng inbox hồng cho em nha cả nhà ơi. 60 ngàn một bộ đồ, đẹp xuất sắc giùm em luôn. 60 ngàn một bộ. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Cực kỳ đẹp giùm em luôn.
Cực kỳ đẹp luôn nha. 70 ngàn một bộ đồ nha cả nhà, 70 ngàn một bộ giùm em. Lên bao đẹp chưa, dễ thương quá ha. Một vườn hoa nho nhỏ dễ thương quá ha. Nói chung màu nào Lê cũng thích cưng hết trơn, quan trọng cho mình thích thôi à. Còn em ở trên người em là đồ nhà em là em mặc là đủ màu hết trơn, em thích em thích là em đậy à. Quá đẹp luôn, quá đẹp cho một vườn luôn. Hoa nha cả nhà, ai thích hoa hoa nhí đó, inbox hoa nhí nha, nhí tím siêu đẹp giùm em luôn. Cực kỳ đẹp cho mình luôn nha cả nhà ơi. Tay ren là thiết kế đẹp chưa, sang chảnh chưa, bao sang luôn. Quần là có túi hai bên cho mình nha, trời ơi đẹp nhất răng luôn. Có 70 ngàn một bộ đồ thôi, siêu phẩm rồi. Hoa xanh nha, ai thích hoa xanh inbox hoa xanh cho từ góc bộ này lại cái cho tôi nhìn, tôi thấy nó chóng mặt quá. Ren nha cả nhà, hàng ren bên nhà em là siêu đẹp luôn á. Trời ơi rảnh quá, mình làm quen được không? Rảnh quá, có chồng có con rồi. Thấy ông nội ơi, mệt chết. Rồi, ai thích lưu inbox lưu cho em nha. Lưu nha.
đi cam đó, đi hồng, bắp đi hồng nhỉ ơi, một bộ 70.000 nha, siêu đẹp giùm em luôn. Rồi hết lên rồi, hết lên rồi nha. Đây lên 4 còn nhiêu màu đó, đó siêu đẹp giùm em luôn. Dạ, cả nhà ơi. Rồi em lên đồ lỡ cho mình nha. Em lên đồ mở cho mình nha cả nhà ơi. Siêu đẹp giùm em luôn. Đồ lỡ luôn. Em lỡ luôn cả nhà ơi. Lỡ giùm em luôn. Đó. Lỡ luôn cả nhà ơi. 60.000 một bộ đồ lỡ nha. 60.000 một đồ lỡ giùm em luôn. 60.000 một đồ lỡ giùm em luôn cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Đó. Quần lỡ ông Tấm giùm em nha cả nhà. Quần lỡ ông Tấm giùm em luôn nha. Phong trắng tại AT nha. Trời ơi mặc ngược nó mặc đồ. Đó, mặc đồ thích cưng không. Cực đẹp giùm em luôn. 60.000 một bộ nha. Ai đứt lựng ông Tấm inbox em nha. Lựng là lựng ông Tấm nha cả nhà. 60.000 một bộ. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Lựng ông Tấm giùm em luôn. Đó, bên em đủ hết trơn. Lựng ông Tấm, lựng ống rộng luôn nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. 60.000 một bộ. Đó. Vải siêu đẹp giùm em. Vải siêu đẹp giùm em cả nhà ơi. Lận lận ống Tấm giùm em cả nhà ơi. 60.000 một bộ. Chị em nào thích mình inbox em nha. Đó, lận ống Tấm giùm em luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. 60.000 một bộ thôi, đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Đây thông A Ti nhà em quần dài nha. Có ren luôn mà có 70.000 một bộ nha. Trên là 60.000 một bộ nha cả nhà. Đẹp xuất sắc em luôn. Đó, đẹp xuất sắc em luôn. 60.000 một bộ, 70.000 một bộ à. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Ai thích lên bóc, em bóc lên đơn em nha cả nhà ơi. Siêu siêu đẹp luôn. Chắc là em bao ghiền cho mình luôn nha. Chắc bên đầu nhà em là em bao ghiền cho mình luôn. Một bộ 60.000 nha. Không em đang mặc là một bộ 60.000 nha cả nhà. Không em đang mặc là một bộ 60.000 nha. Đây ai thích tím, bi tím thì bóc bi tím nha em. Bi tím một bộ 70.000 nha. Bi tím, bi tím là cả nhà. Bi tím 70.000 một bộ. Bi tím nha, ai thích bi tím thì bóc bi tím cho em. Bi tím 70.000 một bộ nha, ren giùm em cả nhà ơi. Bi tím nha cả nhà, 70.000 một bộ thôi. Quá rẻ luôn. Đẹp xuất sắc giùm em luôn, 70.000 một bộ. Rồi, ai thích bi vàng, inbox bi vàng cho em. Ai thích bi vàng, bi cam chứ. Ai thích bi cam, inbox bi cam cho em nha cả nhà ơi. Bi cam luôn. Đó, bi cam giùm em. Một bộ 70.000 nha. Đẹp xuất sắc cho em luôn. Bi cam. Bi cam 70.000 một bộ nha. Đẹp xuất sắc giùm em. Quần là quần dài nha. Quần là quần dài giùm em có túi nha. Siêu đẹp luôn. 70.000 một bộ. Em đang mặc nha, quần quần lửng ống nhỏ cả nhà ơi, 60.000 một bộ nha. Quần lửng ống nhỏ giùm em 60.000 một bộ, vải siêu đẹp giùm em luôn. Rồi ai thích bi hồng, inbox bi hồng cho em. Quần dài giùm em nha cả nhà, quần dài giùm em luôn nha. Quần dài giùm em luôn nè, siêu đẹp giùm em luôn. Một bộ 70.000 nha. Một bộ 70.000 giùm em. Ôi màu quá đẹp, quá dễ thương luôn cả nhà ơi. Ai thích màu nào mình inbox em nha. Ai thích màu nào mình inbox em nha cả nhà ơi. Một bộ 70.000, vải siêu đẹp cho em luôn. Một bộ 70.000, vải siêu đẹp cho em luôn nha.
ta còn bộ ren nữa, có bằng bộ ren. Rồi, ai thích hoa hả? Đỏ đô nè, cực kỳ đẹp chưa? Ai thích đỏ đô, móc đỏ đô cho em. Một bộ 70.000 nha. Ren giùm em luôn cả nhà ơi, 70.000 một bộ đồ nè. Đó này, cái này giống như kiểu hoa ly gì đó. Hoa ly đen, đỏ đen. Siêu đẹp luôn. Bộ đồ em đang mặc có 60.000 một bộ thôi nha cả nhà. Đó, đồ em đang mặc có 60.000 một bộ thôi. Quá rẻ cho một cục cần luôn. Chị em nào thích lên đơn cho em nha. Lượng ống nhỏ nha cả nhà, lượng ống nhỏ giùm em luôn. Lượng ống nhỏ giùm em luôn, quá đẹp luôn. Rồi, dài nè, dài trên giùm em cả nhà ơi, dài trên giùm em luôn. 60.000 một bộ nha. Dài trên giùm em, quần dài giùm em nè cả nhà. 60.000 một bộ, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Chị em nào thích mình lên đơn cho em màu vàng nha. Màu vàng giùm em. Vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp giùm em luôn nha. Ai thích màu vàng thì bóc vàng cho em. Rồi, ai thích màu này em bóc cho em nha. Em hết biết màu rồi, trời đấy, nó phối tùm lum màu hết trơn, hết biết được màu luôn rồi nhà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Phong đồ bên nhà em làm bao ghiền cho mình luôn nha. Một bộ 60.000, phong bao đẹp bao ghiền cho mình luôn, 60.000 một bộ thôi, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ai thích inbox em nha. Cực đẹp giùm em luôn, tết bên nhà em làm bao ghiền cho cả nhà mình luôn nha. Đó, BMI giùm em cả nhà ơi, BMI giùm em luôn. Rồi áo thun nè cả nhà, trời ơi, thun Hàn Quốc luôn cả nhà ơi. Form rộng luôn nè, siêu đẹp giùm em luôn. 50.000 một áo nha. Đó, hàng này size bự lắm luôn nè. Hàng này bự lắm luôn nha. 70kg mặc vừa luôn nha cả nhà ơi, 50.000 một áo thôi nha. Chị em nào thích mình inbox em nha. 50.000 một áo. Vải siêu đẹp giùm em. Vải siêu đẹp giùm em luôn nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất giùm em luôn á. 50.000 một áo. Hàng này áo này form to, 60-70kg vừa luôn. BMI giùm em cả nhà ơi, BMI giùm em luôn. 50.000 một bộ nha. 60kg quay đầu giùm em luôn. Chất là KT lụa giùm em. Áo có túi, áo có túi giùm em luôn nha. Quần dài giùm em luôn, quần dài giùm em luôn, có 50.000 một bộ thôi. Ai thích lên đơn cho em hả? Thỏ tím. Ai thích thỏ tím inbox thỏ tím cho em. Em cột cái này lại đó.
Phong hoa tây nha cả nhà, màu này màu xanh nha, ai thích inbox em quần dài nè. Quần dài có túi hai bên luôn nha. Quần dài có túi hai bên giùm em luôn. Phải mát quá. Quần dài giùm em nha cả nhà ơi, siêu đẹp cho em luôn, đúng ngực luôn, siêu đẹp luôn. À, một bộ là 60.000 nha. Đẹp giùm em luôn cả nhà ơi, một bộ là 60.000 luôn nha. Phong AT giùm em. Phong AT giùm em nha cả nhà ơi. Quần dài giùm em luôn nha. 60.000 một bộ. 60.000 một bộ cả nhà, đẹp xuất sắc cho em luôn. Ai thích lượng inbox cho em lượng, ai thích dài inbox là dài cho em nha. 60.000 một bộ. Và đẹp xuất sắc giùm em luôn. Bài đẹp xuất sắc em luôn nha. Một bộ có 60.000 thôi, chắc là em bao tiền cho mình luôn. Quán thì màu cho mình luôn nè. Màu bên nhà em là bao la màu luôn nè. Màu tím nè, màu vàng nè, màu xanh nè, bao la màu luôn, màu đỏ, màu cam luôn, đỏ màu cam luôn nha cả nhà ơi, màu xanh biển nè cả nhà, màu xanh biển nè, màu tím nè, màu vàng nè, màu nâu nè, màu xanh nè, màu ghiêu nè, màu cam nha cả nhà, bao la màu cho mình luôn. Một bộ 60.000 không a ti, siêu đẹp cho em luôn. Không a ti siêu đẹp cho em luôn nha cả nhà ơi. Một bộ 60.000 vải đẹp xuất sắc cho em luôn. Đó. Ai thích lựng inbox lựng cho em, ai thích dài inbox dài cho em nha. Ai còn băn khoăn sợ đồ bên nhà em không đẹp thì mình mua thử đi. Một hai bộ không tới đâu chứ, anh đẹp nó mất quay lại mua. Xấu mình nhấn nút biến. Có con nhỏ nó bán xấu quá mình đừng mua nó nữa là xong nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. Một bộ 60.000 thông qua tim đang mặc nha. Bima 50.000 một bộ. Bima là 50.000 một bộ giùm em. Đây. Thông qua tim 60.000 một bộ. Giùm em nha cả nhà, bim mai giùm em 50.000 một bộ. Ai thích thỏ tím inbox thỏ tím cho em. Ai thích thỏ tím mình inbox thỏ tím cho em nha. Quần là quần dài giùm em. Quần là quần dài giùm em nha.
quần quần dài giùm em luôn, một bộ 50.000. Mua hàng mình được kiểm tra hàng nha, hàng này phi size 60kg mình quay đầu giùm em, hàng này phi size 60kg mình quay đầu giùm em nha, siêu đẹp giùm em luôn. Hàng này phi size 60kg mình quay đầu giùm em nha. Rồi, ai thích thọ vàng em bóc thọ vàng cho em, ai thích thọ vàng em bóc thọ vàng cho em nha cả nhà ơi. 60kg quay đầu giùm em nha, 60kg quay đầu giùm em, 40kg tới 60kg quay đầu giùm em. Sell cho mình luôn một bộ luôn nè, 50.000 luôn. Chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi, 50.000 một bộ đồ quá rẻ luôn.
sáng không chị? Là sao Thanh Vy? Đấy là hàng giống hào sáng hay không hả? Giống sáng không chị? Tưởng sáng like giờ không like chứ. Bây giờ em like xíu nữa rồi nghỉ. Like tí nữa rồi nghỉ nha mấy chị ơi. Like xong rồi chiều nay em gửi đơn luôn á. Chia sẻ like nha mấy chị ơi. Chia sẻ like chốt chân quái em mặc giá 39.000 đầu like nha mấy chị ơi. Chân quái mặc còn mấy cái nè. Chân quái này là từ bị chói không ta, chói không? Mặc cái này là bị chói ta. Chân quái em mang là từ 40 đến 60 kg là mang được hết luôn. Mấy chị chia sẻ like chốt 39.000 đầu like nha, chân váy em mặc á. Chị nào có chia sẻ like chốt chân váy này giá 39.000 đầu like. Rồi chia sẻ like giùm em nha, chói không chị? Bây giờ chị nào chốt cái áo này luôn đi, rồi em hết áo này em thay áo khác cho nó khỏi chói nè. Áo em mặc là 69.000, form 53-54kg lại mang vừa vải đẹp lắm. Chân váy thì 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Áo này em có một màu nha chị Ruby Heo ơi. Áo có một màu nha mấy chị ơi. Chân váy em mặc 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Chúc vợ áo vít form rộng rộng đỡ khó không. Vít thì bây giờ chị có set à, set vít với lại áo sát nách. Vâng, áo vít sát nách hồi tối hôm qua em dọn mở đâu. Áo sát nách màu xanh rêu rêu á. Chân váy là không có size, vải là vải len. Vải len 40 đến 60 kg men vừa luôn và không có size nha. Chị Ruby Heo lấy áo nè. Chị Ruby Heo lấy áo 69 nha chị. Áo này 69 nha Ngân Nguyễn ơi. Áo 69 ghi lê. Đúng rồi, có ghi lê rồi nha. Chị Ruby Heo áo nè. Ruby Heo một cái áo này em ngon 69.000. Quả đẹp xuất sắc hàng của Em Châu thì em nha. Nó có màu màu này nữa nè mấy chị ơi. Có màu này nữa, màu này có một cái một à. Màu em mặc là màu xanh min, còn màu này là màu kè pha sữa nhạt. Đó, chị nào lấy thì chốt thì em nha. Áo mặc là 69.000. Em nói áo 39 người ta hốt. Không phải, áo 69 nha, còn chân váy mới là 39. Chân váy là 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like. Chân váy là 39 nha mấy chị ơi. Còn áo là 69 về chia sẻ like mới được nha. Chân váy là Thanh Vy. Áo em mặc đó là 69.000, có màu xanh min, màu kẹp qua sữa, hai màu. Xanh min với kẹp qua sữa nha. Hồi nãy chị nào hỏi màu em mà em bé không có, bây giờ có này. Thanh Vy ơi, chia sẻ like mới chốt được chân váy với 39 nha Thanh Vy ơi. Thanh Vy 39 là em ngon ngon. Thanh Vy 39. Cười cười 39. Rồi chân váy này không lấy tiếc rồi nha. 39.000 à, rẻ muốn xỉu luôn. Cười cười 39. Áo là 65, áo có màu kẹp qua sữa với là màu email màu xanh pin. Áo vải đẹp xuất sắc, 53-54kg lại men vừa. Còn chân váy là 40-60. Chân váy đẹp á, có 39.000 à. À, áo này bán giá 69 là lời có 34.000 ở trong này à. Áo thường bán 85 mà. Em chụp 85-75. Xanh min, ok chị Ruby Heo có xanh min rồi nha chị ơi. Rồi chia sẻ là
ơi. Rồi chân váy em mặc 39 ngàn dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Và áo là 69 ngàn, chất đẹp xỉu luôn á, đẹp xuất sắc luôn nha. Áo này có màu xanh min, màu kè pha sữa hai màu. Xanh min kè pha sữa hai màu dùm em nha. Đó, hai màu giá 69 ngàn. Form 5B, 54kg là men vừa, chị nào 55kg mà người gọn gọn thì cũng vừa luôn. Đó, giống như em đang mặc nha. Xanh min với kè pha sữa hai màu dùm em luôn mấy chị. Giá 69 ngàn giúp em nha. 69 ngàn. Ai lấy chốt dùm em áo kìm màu nha, kè pha sữa với lại xanh xanh min hai màu. Xanh min là em mặc nha, kè pha sữa là này. Đó, chị nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Giá 69 ngàn. Chân váy 39 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Đây nè, áo vít thì chỉ có vít loại ghi lê như thế này thôi. Giá 85 ngàn để em thử mấy chị coi form áo nha. Đẹp xỉu là khỏi mặt luôn á. Đây, để em thử cái áo ghi lê mấy chị coi. Ghi lê đẹp lắm. Giá chỉ có 85 ngàn, vải này nhận hàng ưng luôn mấy chị ơi. Vải của nó dày dặn, mà nó mát cực kỳ là mát luôn. Chân váy mặc là 39 nha. Rồi áo này tốt nè. Áo ghi lê. Đây nè. Áo này là khốt nha mấy chị ơi. Đó, khốt như thế này thôi. 85 ngàn. Và form 40 đến 60kg là men vừa hết dùm em luôn nha. Nè cái này nè, đẹp á. Trời ơi, vải đẹp xuất sắc. Dày dặn mà mát lạnh luôn mấy chị ơi. Có 85 ngàn áo thôi nha. Ai lấy thì chốt dùm em vip nè. Vip. Váy em mặc là chất len nha chị Su Hèo ơi. Từ 40 đến 60kg là men được hết luôn. Tại vì vải len nó rất là co giãn. Rồi, áo này ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Áo 85 ngàn một áo nha. Có như thế này nè. Mấy chị chung là dễ thương mà. Áo này vải đẹp lắm luôn nè. Mặc đầm hai dây đen bên trong đồ khóc cũng được luôn. Nó như thế này nha, có nút cài cho mình, có nút cài luôn mấy chị. Giá là 85 ngàn, 40 đến 60kg là men vừa luôn nha. Còn mà nếu như mà vít tay dài thì em chỉ có chung một xít của nó chứ không có áo rời, không có áo rời nha. Ngọc. Có một màu nha mấy chị ơi, đầm que gói nhiều lắm, đầm em nhiều. Đầm que gói nhiều lắm, đợi xíu nha, đợi lên luôn. Rồi áo này có một màu duy nhất, màu này mới sang rồi mấy chị ơi. Cái màu này nó dạng như là xanh rêu mà gần như que xém vậy á, xanh rêu nhạt nhạt nha. Có cái áo dẹ nè. Cái này người ta dáng dài. Cái này người ta chào hàng em thôi, tại vì mình chưa có lạnh nên em chưa có nhập. Đây nha mấy chị ơi, áo dẹ nè, màu vàng. Áo dẹ dáng dài luôn. Dẹ dáng dài nha mấy chị. Cái này tầm 55-56kg trở lại là men vừa. 55-56kg lại là men vừa áo dẹ nè. Dày lắm, nặng lắm luôn. Cái này người ta đang chèo hàng em. Do mình chưa có lạnh nên em cũng chưa nhập. Lỉ lỉ cái nè. Chị Trang Hè là áo ghi lê đúng không? Là áo biết em đang mặc đúng không? Chị Trang Hè một cái 85 ngàn. Còn áo dẹ nè, chỗ nó nặng quét chừng luôn. Bên trong có lót dùm em nha. Bên trong nè. Cái hàng này ấm lắm luôn á. Mặc đi Đà Lạt hoặc là mặc mùa lạnh mình mặc. Cái này 125 nha. Ai lấy chút vàng 125. Vàng 125 nha mấy chị ơi. Chị Trang Hè là áo đang mặc nha. Dẹ vàng là 125 và form 55kg lại men vừa nha. Áo đang mặc cho chị Trang Hè nè em. 85 ngàn. Ai lấy nuôi chốt giùm em nha. Đó, nó form rộng rãi như thế này, một màu nha mấy chị ơi. Khóc rin, rin im hết rồi. Áo khóc rin còn một cái này 105 nè. Khóc rin còn cái loại này 105 ngàn mà chị, 60kg lại men vừa luôn. 105 khóc này nè. Rồi áo em mặc có chị nào lấy nữa không mấy chị ơi. Cái này giá 85 ngàn giùm em nha. Đi Đà Lạt đi không? Rồi, ai lấy thì chốt giùm em áo đang mặc nha mấy chị ơi. 85 ngàn. Áo khúc này 105. Áo đó là em bán rỉ á. Em bán rỉ á nha. Mấy chị mua ra ngoài mua chắc 200 mấy áo á. Rỉ nhất cũng 178. Khúc rin 105. Chị Yến Hòn nè em. Yến Hòn khúc rin 105. Rồi, áo dẹ 125 nha. À, lấy thì
chốt nguyên éo dẹp một hai like cũng khó thử chị coi. Trời nó dày, nó dày gì đâu luôn á. Vàng dán dài. Dài mấy chị ơi, nó dài lắm. Chị là keo keo là men cái này đẹp nè, 125.000 giùm em nha. Có hai túi. Chung chị là một keo á, mà cái này men đôi giày à, giày bốt màu đen. Keo keo mặc đẹp nha mấy chị ơi, 125. Dẻ vàng 125 giùm em nha. Dẻ vàng 125. Đó, giày cui luôn. 55, 56, 57 kg lại vừa luôn mấy chị ơi. À lấy thì chốt em cút dẹ nha. Mua một màu đó Hẹ Quyên à, có màu một thôi. Rồi sơ mi 85.000, à lấy chút sơ mi giùm em nha. Sơ mi 85. Sơ mi 85 mấy chị ơi. Xít mặt em chỉ có chân váy thôi nha. Chân váy chừng nào chia sĩ la chốt giá 39.000 nha mấy chị ơi. Chân váy nha, chân váy đen 39.000. Áo sơ mi này nó như thế này mấy chị ơi. 60 kg đó lại men quần em nha. À lấy chút sơ mi giá 85.000 sơ mi. Em mặc là chân váy chia sĩ la chốt giá 39.000 nha chị Ngọc Ngọc ơi. Chia sĩ la chốt giá 39.000 giùm em nha. Này cái chân váy á. Còn áo hai dây thì không có. Rồi, áo sơ mi mẹ nha mấy chị ơi, tại sâu nó dài hơn tè trước. Sơ mi này giá 85.000 vải bao mét cho mình luôn. 40 đến 60 kg men vừa. À lấy sơ mi thì chốt em sơ mi nha. Cái đó là trong cái set chân váy em không. Rồi sơ mi 85.000 nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa em nha, form rộng à, tại sâu nó dài hơn tè trước như thế này nha mấy chị. Giá là 85.000 cái sơ mi này chất vải rất là mịn, rất là mát luôn, hàng Quảng Châu giùm em nha. À lấy sơ mi chốt em sơ mi giá 85 sơ mi nha mấy chị ơi. 85.000 sơ mi. Đồ đẹp không hè. 85.000 sơ mi nha. À lấy chốt sơ mi giùm em nha mấy chị ơi. Sơ mi 85. Đầm trắng, trời ơi quả đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Đầm trắng giùm em nha, đầm trắng 125. Đầm baby doll hoa lúc sáng chị like còn không chị. Như chị hết rồi Nguyễn Huyền Phượng ơi. Sơ mi trắng, có sơ mi trắng không bạn? Sơ mi trắng. Sơ mi trắng này không có hàng nha chị ơi. Rồi cái đầm này 125 giùm em nha. Form 55 kg lại men vừa. Hàng Quảng Châu chất beo đẹp cho mình luôn. Đây 125.000, ai lấy chút trắng 125 giùm em nha. Trắng 125. Nó có sợi dây cột eo luôn nha mấy chị ơi. Cái này nó có dây cột eo cho mình luôn nha. 125 và form 55 kg lại men vừa. Đây 125 giùm em nha. Form 55 kg lại men vừa, hàng Quảng Châu. Chất vải cực kỳ là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chất vải đẹp lắm luôn. Rồi ao lấy cho em trắng 125 nha. Vải siêu đẹp, rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Dày dặn không có mỏng teo nha mấy chị ơi. Phía dưới là hai lớp nè, phía dưới có lót hai lớp luôn cho nên mấy chị yên tâm nha, không hề mỏng. Rồi a lấy trắng chốt em trắng nha, 125.000 đầm trắng. Trắng 125 nha mấy chị ơi. Trắng 125 giùm em nha, a lấy chốt em trắng 125. Có váy len không em? Dạ có chị. Quần rin ống thường không bạn, quần rin em đang hết rồi, còn size nhỏ hả chị? Còn chủ yếu là size nhỏ hả nha. Thêm một cái chân váy chị mặc nha, ok Thanh Vy. Thanh Vy thêm cái chân váy đang mặc này em 39.000. Như sĩ lai nha Thanh Vy ơi. 39.000 là chút. Như sĩ lai nè. Ê Nguyễn Huyền Phượng ơi, đầm màu sáng chị mặc còn cái này em ơi. Có lấy em thì béo chị nha. Trời ơi, chưa giờ ai hỏi một béo hết á. Còn sốt cái nè. Rồi rồi chị, cảm ơn Thanh Vy. Rồi đầm hoa baby doll rồi sáng còn sốt cái nha Nguyễn Huyền Phượng ơi, lấy thì béo chị nha em ơi, còn cái nè. Mẹ em tủng đâu là hết rồi. Đây nhan tim mẹ của nó mấy chị ơi, siêu đẹp luôn.
135 ngàn đầm baby doll hoa, lấy đi chốt nha Nguyễn Phường Phường ơi. Còn cái cuối cùng nè. Rồi 135 ngàn dùm em nha, bầu bì bông chiên thoải mái, hàng đẹp lắm luôn. Hàng Quảng Châu nha mấy chị, hàng Quảng Châu dùm em nha. 135 baby doll hoa sáng có like rồi. Baby doll hoa sáng là like rồi mấy chị. Còn cái cuối dùm em nha, ai lấy thì chốt. Đầm đen 79 à. Ok Nguyễn Huyền Phượng nè em. Đầm hoa cho Nguyễn Huyền Phượng đầm hoa nè. Đầm đen 79 sót lại đúng cái. Form 53-54kg lại men vừa. Có éo bíp lum không em? Bíp lum. Hàng em nó nhiều quá rồi, hỏi đột xuất của em không biết nó nằm đâu á. Bây giờ kêu Ngân nó tìm chắc nó cũng biết nó tìm. Em biết áo đó, mày đợi em coi thử nha chị. Rồi đen 79 ngàn, form 53-54kg lại men vùi mà em cái đen này nha. Có đầm đen nút tay lưới chị bót lên chưa? Ngân, cái đầm nó còn cái chị bót hình á. Đen, mày có tay lưới phòng gì nè. Rồi xong sếp bỏ đâu có treo không? Bữa nay bé My không có làm, có một mình bé Ngân. Cho nên tìm hàng là kể một tháng đời. Tìm cái đầm đó chị đi. Cái tay của nó có lưới mở lên, mở cái hình chữ ấp hình lên. Đầm đen 79 chị Trang Hè, đầm đen 79. Đầm nó có em, đẹp lắm. Hình đó là hình thiệt luôn á. Hình sao là hàng như vậy luôn nha Thùy Dương ơi. Nhưng mà muốn coi thì để gì chờ xíu nha, Mỹ Ngân tìm rồi coi luôn. Trang Hè đầm đen 79. Rồi đầm hoa dùm em nha, hoa 135. Đi em hết rồi chị Đông Thủy Nguyễn ơi. Hoa này 40-60kg men vùi em luôn nè. Mặc thử hồn rồi nhưng mà đợi tìm nãy nha. Rồi đầm hoa này 135 dùm em nha mấy chị ơi. 135 ngàn, 40-60kg men vùi cái hoa này luôn. Nó là hàng Quảng Châu nên chất đẹp lắm mấy chị ơi, trở vai giùm em nha. Màu hồng nhạt nhạt nè, 135 ngàn. Giờ lấy đầm hồng này chốt em đầm hồng nha. Đầm hồng 135 nha mấy chị ơi, ai lấy chốt em hồng 135 nha. 60kg lại men vừa, bầu bì bông chiên thoải mái luôn. Hồng 135 ngàn. Cái này vôn hàng 2 lớp nha mấy chị ơi. Vôn hàng 2 lớp là chất đẹp lắm luôn. 135 ngàn giùm em nha. Chị nào lấy hoa chút im hoa 135 nha mấy chị ơi. Hoa giá 135 ngàn. Ai lấy chút im hoa 135 nha. Hoa 135. Hoa 135 nha mấy chị ơi. Đây nha, hàng Quảng Châu nó chất quả đẹp lắm luôn. 135 ngàn. Ai lấy chút im hoa 135 nha. Ngon biết nhớ cái đầm đó chưa ngon. Rồi ai lấy chốt em hoa giá 135 nha mấy chị ơi. Hoa 135 quê mẫu luôn. Ai lấy thì béo hoa nha. 135 ngàn hoa. 135 ngàn. Chị Đặng Bách Hợp. Ok chị, em đang tìm cái đầm đó nè. Đang tìm cái đầm đó. Rồi đầm xanh này 135 giùm em nè. Em chưa có lấy bill mà bưu điện này không biết nhiêu nữa chị Thu Thủy ơi. Bữa rồi hôm nay chắc trong hôm nay hoặc là ngày mai để chị nhận được á. Rồi đầm xanh 56-57kg lại men vùm em nha. Nó có hai cái dây hai bên là mình cột ra sau giùm em luôn. Giá 135 ngàn. Ai lấy chốt xanh 135 giùm em nha. Cứ cái này màu đen lại bút ra ngon à. Rồi xanh 135 giùm em nha mấy chị ơi. Cái này eo mình tới đâu mình tới đó giùm em nha. Buộc cái nơ ra sau. Giá là 135 ngàn. 56-57kg lại men vừa đó, cổ vuông nha, nút bên hông từ trên xuống dưới giùm em đó. Cứ em á chị tới đâu á chị cột tới đó giùm em nha. Có dây phía sau 135 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Giá là 135 ngàn. Ai lấy chốt giùm em nha. 135. 135 nha mấy chị ơi. 135 ai lấy thì chốt giùm em nha. 135 ngàn.
nha mấy chị ơi, 135 ra lấy chốt nha, 135.000 đồng nha. Mà rồi đầm này nha mấy chị ơi, đầm cổ viết giùm em nha, 135.000. Hôm này 57-58 kg đổ lại men vừa giùm em luôn, 57-58 kg lại men vừa, cổ là cổ viết tắc que nè, mặt không có hở gì hết nha mấy chị ơi. Như này giùm em nha, về có dây cột ngang eo luôn. Rồi đầm vít 1B5 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy cái này chốt em nha, vít 1B5, hôm 57-58 kg đổ lại men vừa em nha, giá 135.000 mấy chị ơi, giá 135.000 giùm em mẫu này nha. Hôm 57-58 kg đổ lại men vừa màu xanh nhạt nè, màu này lên dễ thương lắm luôn nha, lên dễ rất là dễ chịu luôn mấy chị ơi, màu xanh nhạt nè, 135.000 giùm em nha. A lấy chốt em này đầm vít, đầm vít 1B5 nha mấy chị ơi, đầm vít 1B5 đầm vít giùm em nha, giá 135.000 đầm vít. Rồi nha mấy chị, 135.000 màu hồng, 60 kg đổ lại men vừa giùm em, 60 kg lại men vừa. Đây nha mấy chị ơi, chị nào bầu bì cũng có thể bon chen được luôn. Nó có kìm dây cột eo cho mình nha, về cổ nè, dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Đó, cài vô xong rồi điều chỉnh cái cổ lại nha. Về vải của nó là có những cái hình thêu nè, thêu như thế này giùm em nha mấy chị ơi. Về phía dưới là có phối lưới. Đó, 60 kg đổ lại là men vừa đầm hồng này luôn nha. Giá 135.000, kìm dây cột eo cho mình luôn. Đây mấy chị ơi, giá 1B5 giùm em nha. Cái này có hình mẫu mặt rồi nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt giùm em là hồng nha, 135.000 đầm hồng. Hàng Quảng Châu hết nha mấy chị ơi, chắc quả đẹp lắm lắm luôn á. Cái này quả đẹp lắm. Rồi 60 kg lại men vùi giùm em nha. Thì nó lấy thì chốt giùm em là hồng 1B5 hồng nha mấy chị ơi. Hồng 135.000. Hồng 1B5 giùm em nha. Ai lấy chốt hồng 1B5. Ngon, có không? Không có, khỏi tìm. Chắc cái đầm đó em tìm xong nha mấy chị ơi. Bây giờ tìm mất thời gian quá, còn có một cái cuối à. Còn cái cuối cùng mà thì khách đặt hết, còn một cái cuối cùng luôn. Mày đợi ở đâu mà không biết. Đầm đó là hình em đăng sale lỡ ngồi đó y vậy luôn mấy chị ơi, nó không khác gì hết. Về mẫu đó ngày hôm qua em có like rồi. Mẫu đó ngày hôm qua là có like rồi. Bây giờ còn một cái thôi, không biết nằm đâu. Giá 69.000 nha mấy chị ơi. 2 dây kìm màu giá 69.000.
À lấy chốt nha mấy chị ơi, 2 giây 69. Rồi áo khớp 135 giùm em nha mấy chị ơi, khúc dù. Khúc dù 2 lớp giùm em nha. 135 ngàn một áo, loại form 57 58 kg độ lại là men vừa. 57 58 kg lại là men vừa, 60 kg mà keo keo cũng vừa luôn. Ở dưới là rất là co giãn luôn á. Rồi khúc dù nha mấy chị ơi, 135 ngàn khúc dù. 57 58 kg lại men vừa em nha. 57 58 kg lại men vừa, dù là dù 2 lớp nha mấy chị ơi, chất đẹp lắm lắm luôn. Ai lấy cho em áo khớp giá 135 áo khớp nha, khớp 135. Hàng này hàng 2 lớp nha mấy chị ơi. Giờ lấy khớp đang mặc chốt em khớp nha, giá 135 ngàn áo khớp 135 nha mấy chị ơi. Khớp 135 giùm em nha, ai lấy chốt khớp 135. Rồi cái này chị nào lấy cái này chốt em là lính nha. Cái họa tiết của nó lính lính như thế này nè. Lính 1B5 giùm em. Form là y chang nhau luôn. Vải là vải dù giùm em nha. Dù bên trong hàng này hàng 2 lớp đẹp lắm. 135 nhọc áo thôi nha mấy chị ơi. 135 nhọc áo thôi nha. Chị nào lấy cái đang mặc chốt em là cái đang mặc nha. Còn này chốt lính nè. Khóc lính. Dù 2 lớp đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 135 nhọc áo thôi nha. Giá 1B5. Đây. 135 ngàn giùm em hàng 2 lớp. Ai lấy chốt em là khóc lính nha mấy chị ơi. Khóc lính 1B5 khóc lính. Giá 135 ngàn nha. Khóc lính giùm em nè. 1B5 khóc lính nha mấy chị ơi. Đó. Đẹp lắm luôn nha. Cái mặt là đó, chữ là chữ theo. Chữ là chữ theo giùm em nha. Lính 1B5. Kaki mềm nha. Cái này màu kẹp hoa sữa là chất kaki mềm giùm em nha. 135 hàng 2 lớp mấy chị ơi, đẹp lắm. 135 ngàn hàng 2 lớp giùm em nha. Giá 135 màu kẹp hoa sữa này là chất vải kaki mềm nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giùm em nha. 135 ngàn màu kẹp hoa sữa. Kẹp hoa sữa. Ok Ngọc Ngọc nha. Rồi tại vì có hai bên Ngọc Ngọc luôn, sợ nhầm á. Rồi kẹp hoa sữa 135 vải kaki mềm giùm em nha mấy chị ơi. 135 ngàn hàng 2 lớp nha. Bao đẹp cho mình luôn, hàng 2 lớp giùm em. Chốt em kèo hoa sữa 57, 58 kg đổ lại, 60 kg cũng vừa luôn mấy chị ơi. 60 kg mà chị nào keo keo về mặt cũng vừa luôn nha. Khót nè, thoải mái cực kỳ luôn. Rồi đen 1B5, kèo hoa sữa 1B5. Ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Màu đen nè, hàng 2 lớp rất là xịn luôn nha mấy chị. Giá chỉ có 135 thôi, đẹp lắm lắm luôn. Đen 1B5 kẹp hoa sữa 1B5 giùm em nha. Đen 1B5 kẹp hoa sữa 1B5. Rồi cái này là màu nâu giùm em nha. Nâu đậm. Nâu đậm. Cũng là chất vải. Vải mềm, kaki mềm rất là đẹp nha mấy chị ơi. Rồi. Cái vải này nó dạng như nhung nhung nữa chị ơi. Nhung nhung gần như chất da lộn vậy á. Nói chung đẹp lắm luôn nha. Rồi ai lấy cái nâu này chốt em nâu 1B5 nâu nha mấy chị ơi. 135 ngàn nâu. Hàng là hàng 2 lớp hết, rất là đẹp luôn nha. Hàng 2 lớp, giá 135 ngàn khúc nâu 1B5 giùm em. Rồi ai lấy nâu 1B5 chốt em là nâu 1B5 nha mấy chị ơi. Nâu. Đó, 135 ngàn màu nâu giùm em nha. Cái mặt chữ là chữ thêu nha mấy chị ơi. Nâu 1B5 giùm em nha. Ai lấy thì chốt em nâu, giá 135 ngàn màu nâu. Nâu rồi nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Nâu này là em có màu đen với lại màu kẹp hoa sữa nữa. 1B5 à. 60 kg cũng vừa luôn á.
Rồi màu nâu giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy nâu thì chốt nâu nha. Hàng này hàng hai lớp phải đẹp lắm. Nâu, chị Yến Hồn lấy nâu 1B5 nè. Chị Yến Hồn nâu 1B5, hàng hai lớp đẹp lắm mấy chị ơi, có 135.000 thôi nha. Nâu 1B5 chị Yến Hồn. Chị ơi sọc hồng nè, rồi có sọc xanh nữa. 1B5 giùm em nha, 135.000. Màu nâu, màu nâu, màu hồng hai màu. Cái này là chất vải gần như chất da lộn mà mấy chị ơi. Còn cái màu hồng này là vải dù nha, màu hồng này là vải dù. 135.000 giùm em nha, 1B5. Màu hồng là vải dù, còn cái nâu này là chất gần như chất da lộn nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Hàng hai lớp nha, hàng hai lớp rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. 1B5 giùm em. À lấy cái này chốt giùm em là nâu nha, sọc nâu. Sọc nâu 1B5 60kg lại em vừa luôn á. Sọc nâu 1B5 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy sọc nâu này chốt em sọc nâu nha. 135.000 sọc nâu. Đó đẹp chưa mấy chị ơi, tay nè, chữ nè. Đẹp lắm luôn nha. Nâu của chị Hải Vy Nguyễn nè. Sọc nâu em mặc của chị Hải Vy Nguyễn nha. Ok giùm em nha chị ơi. Sọc nâu đang mặc của chị Hải Vy Nguyễn nè, ok giùm em. Sọc nâu chị Hải Vy Nguyễn. Rồi còn sọc hồng 1B5 nha mấy chị ơi, hàng hai lớp đẹp lắm. Sọc hồng giùm em nha. Sọc hồng 135.000 sọc hồng, ok chị Hải Vy Nguyễn. 135.000 còn sọc hồng nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc hồng thì chốt em là sọc hồng nha, 1B5 sọc hồng. Hàng này vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái hồng này là vải dù nha. Đó, đẹp chưa? Ở trong này có lót luôn, hàng hai lót đeo đẹp cho mình nha. Rồi ai lấy hồng chốt em hồng. Hồng nha mấy chị ơi, hồng 135.000 hồng. Hồng 1B5 giùm em nha, hồng 1B5. Ai lấy chốt hồng 1B5 giùm em nè. Màu đỏ mọng 1B5, ai lấy chút đỏ mọng 1B5 giùm em nha. Thêu toàn bộ là thêu nè. Hai bên này là thêu giùm em nha. 135.000 chút em đỏ mọng 1B5 nha mấy chị ơi. Đỏ mọng 1B5. Cái em mặc là còn màu hồng nè. Màu hồng 1B5 nha mấy chị ơi. Hồng 1B5 nè. Rồi cái này chốt đỏ mọng giùm em nha, 135.000 đỏ mọng, hàng hai lớp nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, hàng hai lớp giùm em nha. Chốt em đỏ mọng 1B5 nha mấy chị, 1B5 đỏ mọng. Đẹp lắm luôn nha, màu đỏ này lên sáng da cực kỳ luôn, đỏ, đỏ đậm á. Rồi đỏ mọng 1B5 giùm em, ai lấy chốt nha mấy chị ơi. Hai lớp dày dặn rất là đẹp luôn, hai bên này nó thêu cho mình luôn nha. Hai bên này thêu nha mấy chị ơi. Đỏ mọng cho Lê Ngọc Anh Thi nè em. Đỏ mọng 1B5 Lê Ngọc Anh Thi. Đỏ mọng 1B5 Lê Ngọc Anh Thi nha. Rồi đầm này 1B5 em có màu đen với màu vàng hai màu nha mấy chị ơi. 135.000 có màu 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 này là màu đen với màu vàng nữa hai màu. 40 đến 60kg men gồm em nha. 135.000. Màu vàng với màu đen hai màu nha mấy chị ơi. Màu vàng nè với màu đen mặc là hai màu nha. Giá 135.000, hàng siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi. Cái này là hàng Quảng Châu á, chất vải rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Mịn đẹp xuất sắc luôn. Giá có 135.000, 40 đến 60kg men quần em nha mấy chị ơi. Dạ chưa, em chưa có em phúc đó nha Ngọc Trâm ơi. Rồi đầm em mặc màu đen, màu vàng hai màu. Ai lấy chút em đầm kìm màu nha mấy chị ơi. Rồi áo lông 39.000, ai lấy chút giùm em áo lông nha. Form này 57-58kg lại men vừa luôn. Áo lông 39.000 mặc lên cưng lắm luôn mấy chị ơi. Áo lông giá 39.000 giùm em nha. Ai lấy chút em áo lông giá 39 nè mấy chị ơi. Áo lông em có màu hồng nè. Màu kẹp hoa sữa. Màu vàng cho chị Berry Coco, ok chị nha chị ơi. Rồi áo lông nè, em có màu hồng, màu nâu hai màu. Ngon, em lấy cái cọc này màu vàng này em ra đây, màu vàng này cho Berry Coco.
Eri Coco màu vàng này em. Rồi ghi luôn hay khỏi lấy. Rồi áo lông bé màu dùm em, màu nâu, màu hồng hai màu. Màu kèm hoa sữa cho Trang Nguyễn nè. Vô sữa 39 chị Vân Anh ơi, chị lấy màu gì bán màu giùm em nha. Kè vô sữa màu hồng hai màu. Kè vô sữa với hồng hai màu chị. Rồi, bán màu giùm em nha chị Vân Anh ơi, kè vô sữa với lại màu hồng hai màu. Đó, đẹp lắm luôn. Hồng kè vô sữa hai màu giùm em. Ok chị Vân Anh hai cái hai màu. Chị Vân Anh hai cái hai màu nè. Đầm vàng cho Nguyễn Hiền Phượng. Đầm đen mặt màu vàng như những trường phượng. Chị Vân Anh này em hai cá hai màu. À lấy áo lông đồ chốt em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy áo lông đồ chốt em, áo lông tìm màu nha. Áo lông tìm màu. À lấy đồ chốt em áo lông tìm màu nha chị ơi. Màu nâu, màu hồng hai màu nha, lấy chút em nha mấy chị ơi. Đây màu hồng nè, màu hồng, màu nâu hai màu. Em lấy cái rồi ngon, lấy cái vàng cho Nguyễn Phụ tiếp nha em. Cái đầm này nè, chờ chị xíu nha. Rồi cái này chốt em hồng nha mấy chị ơi, hồng, nâu hai màu, em còn mỗi màu một cái nha. Còn mỗi màu một cái, ai lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Đầm em mặc chị nào lấy thì chốt giùm em nha, màu đen, màu vàng hai màu, quả này nhận hàng ưng ý liền luôn. Đẹp lắm, co giãn nha Nguyễn Hiền Phượng ơi. Co giãn em giúp cái bụng là thoải mái nè. Co giãn thoải mái nha, dễ thương lắm. Đầm vàng ở chị An Lành màu vàng luôn. Màu vàng ở chị An Lành màu vàng luôn. À lấy nội chốt giùm em nha, đen vàng hai màu giá 135. Màu đen màu vàng hai màu. Giá 135.000. Rồi, áo này 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Form rộng rãi thoải mái, form giấu quần luôn. 40 đến 60 kg men vừa. Cái này em chị nào lấy cái này chốt em mẻ số 1 nha. 85.000 mẻ 1. Ơi, à lấy chốt em mẻ số 2 nha. Vải beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu giùm em nè. Giá có 85.000. 85.000 một cái giúp em nha. À lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ số 1 là hình đây nha. Mẻ số 1 nè, vải đẹp lắm mấy chị yên tâm rất vải. 85.000 chốt em mẻ 1. Rồi này chốt em mẻ số 2 nha mấy chị ơi. Form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn. Mẻ 2. Rồi này mẻ số B nè, à lấy chốt em nha. 85.000 mẻ số B. À lấy chốt em mẻ số B nha mấy chị ơi. Mẻ số B giùm em nha, số B đây. Số B là form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn. Áo đen có cổ trắng em hết hàng rồi nha chị Huỳnh Y ơi. Khách đặt hết rồi chị. Hết hàng áo đó rồi nha chị. Rồi này chốt em mẻ số B giá 85.000 mẻ B nha. À lấy chốt giùm em nè, mẻ số B. Mẻ 2 nha mấy chị ơi, beo, beo này beo nhí. Mẻ số 2 là hình này, mẻ 2 giùm em. Rồi cái này mẻ số 1 giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ 1 luôn. À lấy chốt em áo kìm đó, mẻ số em có đọc nha, 1 nè. Rồi 2. Rồi B nha mấy chị ơi. Mẻ 1 2 B, à lấy chốt giùm em nha. 1 2 B. Rồi cái đầm trắng hồi nãy em có hình nè mấy chị ơi. Hàng này hàng Quảng Châu cho nên chất quả mấy chị yên tâm nha. Beo đẹp luôn. Nó là dáng maxi dài thế này. Hồi nãy có hình rồi. 135.000. Trên cùng phía ngồi, phía ngồi em, phía ngồi đó. Đợi xíu lên. Dạ cảm ơn chị Liên Kim nha chị ơi. Rồi này chốt giùm em là đầm trắng 135 nha. 60kg đổ lại men vừa giùm em. Cái này lên rất là sang luôn mấy chị ơi. 135.000 chốt em trắng 135. Trắng 135 đầm trắng nha mấy chị ơi. À lấy đầm trắng chốt em đầm trắng giá 135.000 nè. Hàng Quảng Châu nha, chất vải rất là mịn, rất là dày dặn, beo đẹp cho mình luôn. Có phần này của nó nè, dễ thương lắm luôn nha mấy chị ơi. Vải mịn mát cực kỳ luôn. Giá 135 nha. Ngọc ngọc một cái trắng nè. Ngọc ngọc hồi nãy em ở trong còn á.
Ngọc ngọc một cái trắng, ai lấy nó chốt giùm em nha. Còn một hai cái trắng nữa là hết á, như còn cái nữa. Hai cái. Rồi ai lấy nó chốt trắng một B5 giùm em nha mấy chị ơi. Bao đẹp cho mấy chị luôn, hàng đẹp lắm. Trăm B5 ngàn nha, chốt em trắng một B5 nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giùm em trắng một B5 trắng nha. Đen đang mặc cho chị Hân My nha chị ơi. Tầm đen đang mặc cho chị Hân My nha. Đen đang mặc cho Hân My. Nè nè nè, đi đâu à? Chị Hân My, Hân My là chung đơn với ai em? Phụng Nguyễn hả? Phải không? Hân My là gửi cho Bí Phụng đúng không chị Hân My ơi? Hân My là gửi Bí Phụng đúng không? Hân My cá đang mặc giá 1B5 nha chị. Cái mà có màu vàng nữa nha, ai lấy thì chốt được em. Rồi cái nằm thổ cẩm này nè, trắng có một màu nha chị Hồng ơi. Màu trắng của chị Huỳnh Di. Huỳnh Di màu trắng, Huỳnh Di chụp EVT lại em. Huỳnh Di trắng. Ủa Huỳnh Di là khách khách cũ hay khách mới vậy Ngân? Cũ đúng không? Huỳnh Di. Rồi đầm thổ cẩm này nha mấy chị ơi. Đầm thổ cẩm này em về lại được như đây. Bê cái màu như thế này nè. Rồi 55-56 tí lại men vừa. Đây mấy chị ơi, 135 ngàn ở trước lại thêu hết giùm em nha. 135 ở trước lại thêu hết mấy chị ơi. Vả này bao đẹp cho mình luôn. 135 ngàn giùm em nha. Cái này chị nào lấy cái này chốt giùm em mẻ số 5. Mẻ số 5 nha. Mẻ số 5 135. Dồn đơn ok chị Huỳnh Duy dồn em. Rồi cái này chốt mẻ 6 giùm em nè. Nó chỉ khác mỗi phía trước thôi. Cái đầm này của trước em hết hàng, hôm nay em cũng về lại luôn. Về lại cái màu này. Màu đỏ là không có tìm, không có hàng nữa luôn. Rồi 135 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em thổ cẩm nè. Thổ cẩm này mẻ số 2 nha. Mẻ số 6. Thổ cẩm này mẻ số 5 giùm em nha mấy chị ơi. Thổ cẩm này mẻ số 5 giùm em nha. Cái này mẻ 6 nè. Mẻ 6 đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 55-56 ký lại men vừa. Mẻ 6. Và cái này mẻ số 7 giùm em nha. Số 7. Số 7 nó đơn giản hơn. Áo thun crop top có nha Ngọc Ngọc ơi. Rồi cái này chốt mẹ số 7 giùm em nha mấy chị. Mẹ số 7 ở dưới nó có bèo nè. Số 7 này á, số 7 này là 60kg lại vừa luôn á. Tại cái số 7 này form nó rộng hơn. Số 7 này 60kg lại vừa luôn mấy chị ơi. Số 7 nè. Mẹ số 7 này giùm em nha. Form 60kg lại men vừa. A lấy chốt mẹ 7 nha mấy chị ơi. Mẹ số 7 135 ngàn mẹ 7. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đây cái đầm đầm hoa này. Đầm hoa 1B5. Áo crop top là em đang có loại này nha chị Ngọc Ngọc ơi. Đang có loại này. Chữ của nó là chữ thêu và hình ở trước là bằng vải luôn. Vải may vô nên là giặt thoải mái không sợ bong tróc gì hết nha. Vải này may vô cho nên là thoải mái không sợ bong tróc nè. Rồi áo đen 85 ngàn, ai lấy chốt đen 85 giùm em nha. Form là form ngắn, form rộng mà form ngắn. Màu đen 85 ngàn, chữ là chữ thơ mấy chị ơi. Hình ở trước bằng vải giặt thoải mái không sợ bong tróc nha. 85 ngàn, ai lấy chốt đen 85 giùm em nha. Đen 85 ngàn màu đen mấy chị ơi. Ai lấy chốt em là đen 85 ngàn màu đen. Vải đẹp nha. Vải đẹp nha mấy chị ơi. Rồi 85 ngàn thôi, chốt đen giùm em nha. Diệu bùi nè, chị diệu bùi cái đen. A lấy nó chốt giùm em nha mấy chị ơi, có 85 ngàn cái thôi à. Rồi đen đen giùm em nha mấy chị ơi, 85 ngàn một cái. A lấy chốt đen giùm em. Đen 85 ngàn màu đen. Chị nào lấy nồi béo em nha. Đen 85 ngàn, A lấy chốt đen 85 mấy chị ơi. Đen 85 ngàn, chị nào lấy đúng không? A lấy thêm chốt giùm em nha. Chị Tuyết Trinh Nguyễn một cái luôn nha. Tuyết Trinh Nguyễn 85. Rồi áo khoác 95 còn cái cuối cùng. 60kg lại men vừa luôn. A lấy chốt khoác 95 giùm em. 60kg lại men vừa. Chữ chỗ này là chữ thêu, hai bên là dây kéo, túi hai bên là dây kéo nha. Phía trong có túi to bên trong luôn mấy chị ơi. Đây, có túi to bên trong giùm em luôn, đựng điện thoại, đựng tiền đồ nha. Rồi chốt em khoác xanh 95 ngàn khoác xanh. Tím thì nó sáng hơn, nhưng màu kia thì nó sáng.
Rồi cái này A lấy thì chốt em màu xanh nha, xanh 95.000 xanh, A lấy chốt xanh 95 giùm em nha mấy chị ơi. Còn cái cuối cùng vải dày dặn nha. Màu xanh nè, trên vai, trên này của nó chạy viền luôn nè mấy chị ơi. Chạy viền luôn giùm em nha. Có 95.000 áo thôi nha mấy chị ơi, còn cái cuối cùng. A lấy thì chốt giùm em nha, chờ lấy chốt giùm em nè. Hot 95. Đầm hoa xanh 1B5 mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa, có kèm danh lịch cho mình luôn. Có kèm danh lịch cho mình luôn nha mấy chị ơi. Đầm hoa xanh đẹp lắm luôn, hàng Quảng Châu giùm em nha. 135.000. Đó, phần dưới là xếp ly nha mấy chị ơi, phần dưới là xếp ly. 40 đến 60 kg men vừa, bầu bì bon chiên được luôn nha. Đó, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cổ của nó nè, rồi tay bèo giùm em nha. Tay là tay bèo nè. 60kg lại men vừa, ở dưới là dập ly giùm em nha, ở dưới là sấp ly nè, và có lốt bên trong luôn mấy chị ơi. Đó, có lốt bên trong giùm em nha. Áo đen cho Ngọc Ngọc, áo đen chị Ngọc Ngọc nãy giờ nè em, áo đen Ngọc Ngọc 85. Rồi, đầm hoa 135.000, hàng Quảng Châu, chất vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. A lấy chút em đầm hoa 135 đầm hoa nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Có kèm dây nịch cho mình luôn, có kèm dây nịch nè. Rồi A lấy chốt em đầm hoa 1B5 đầm hoa nha. Nãy em xếp vô có một cái áo này đó, nó đủ sâu. Còn trắng. Ôm hết mấy cọc trắng này được. Rồi đầm hoa 1B5 dùm em nha mấy chị ơi. A lấy chốt em là hoa giá 135.000 đầm hoa 1B5. Hoa 1B5 dùm em nha. Em về lại được màu đỏ rồi mấy chị ơi. 60kg lại men vừa. Cái này vải đẹp, vải mát lắm luôn. 60kg lại men vừa em nha. Cái này em tổng hình rồi nè. Hàng này nó xịn cực kỳ luôn. Giờ lại được màu đỏ rồi mấy chị ơi. Cái này bữa trước hết hàng luôn á. Rồi A lấy chút em chữ đỏ nha. 85.000 chữ đỏ, 60kg đổ lại men vừa. 60kg lại men vừa em nha. A lấy chút chữ đỏ giùm em. 40kg đổ lên và 60kg đổ về giùm em nha mấy chị ơi. Chữ đỏ này là trong vải của nó luôn nha, giặt thoải mái chứ người ta không phải là in đâu mấy chị yên tâm nha, giặt thoải mái không sợ bong tróc gì hết. Rồi 85.000 chốt em chữ đỏ 85 nha mấy chị ơi, chữ đỏ giá 85.000 chữ đỏ. Ai lấy chốt chữ đỏ giùm em nha. Vải beo đẹp luôn, tim mạc nè, hàng xịn ơi là xịn luôn mấy chị ơi. Có 85.000 áo thôi nha. Rồi ai lấy chốt em chữ đỏ 85.000 chữ đỏ, chữ đỏ 85 nha mấy chị ơi. Còn có hai cái này là hết luôn nha. Rồi áo đen này em còn đúng hai cái là em hết hàng luôn nha. Vải beo đẹp luôn. Ôi, cái này nó xịn lắm luôn á. Có 85.000 rồi mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Em thử cái áo này nè. Áo này em mới lấy ra nó hơi nhăn nha mấy chị. 60-65kg đâu lại gì vừa hết luôn. Còn đúng hai cái cuối cùng, vải đẹp lắm. Áo này nha mấy chị ơi, tay nè, tay là tay dài giùm em nha, tay dài. Và nó có cái mũ phía sau luôn. Đây, có nón phía sau cho mình nha. Đó, có nón luôn nha mấy chị ơi. 85.000 em nha mấy chị ơi. Cái này mình mặc không cũng được nha, hoặc mấy chị làm hot cũng được luôn. 85.000 chốt em trắng 85 nha mấy chị ơi. 60-65kg đâu lại thì vừa hết luôn.